Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Còn mùng là còn Tết các bạn nhé. Thì các bạn mua máy bên mình vẫn được miễn phí ship trong những cái ngày đầu tiên của đầu xuân năm mới này. Và hôm nay bên mình xin công bố cái hai số series cuối của cái tờ 50.000 này. Và bên mình cũng đã thấy có một bạn đã đoán đúng các bạn nhé. Và xin chúc mừng bạn đó. Bên mình sẽ đây sẽ công bố và rất là công khai với các bạn. Đây vẫn là cái tờ với số series 22 đầu tiên và có dán băng dính. Đây bên mình sẽ bóc dần dần ra các bạn nha. Đây. Ôi dồi, tôi chưa rồi, nó dính rồi. À may chưa dính. Đây 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 các bạn ạ. Đây. Đầu tiên, ui nhọn nhọn, nhọn này là số 4 rồi các bạn nha. Số 4 này. Có một bạn rất nhiều bạn đoán đầu 4. Ồ đây là 43 các bạn nha. Đây là số 43. Rất chúc mừng có một bạn đã đoán đúng và mong bạn đấy comment số tài khoản của bạn đấy vào đúng cái comment của bạn đấy ở video trước các bạn nhé. Đấy để bên mình chuyển khoản lì xì đầu xuân năm mới lấy lộc đầu năm các bạn nhé. Và đến tiết mục chính của ngày hôm nay thì bên mình xin giới thiệu những chiếc máy đang có tại kênh của bên mình. Đầu tiên sẽ có một chiếc LG duy nhất, đó chính là LG V50 Thinh Quy. Cái máy nói chung ngoại hình của nó là đẹp xuất sắc luôn. RAM 6, bộ nhớ 128GB, chạy chip Snapdragon 855. Và con này với màn hình của nó độ phân giải 2K thì đây để nói về cái độ giải trí của nó thì quá là ngon. Màn hình đẹp, cấu hình cao, chip khỏe. Đó, màn hình tai thỏ luôn. Với camera thì rất là sắc nét, nó còn có cả đây các bạn, góc rộng, góc hẹp và lấy nét rất nhanh. Và nó còn có một cái chức năng nữa, đó là đọc văn bản các bạn nhé. Đó, đọc văn bản có vân tay một chạm ở đây. Đấy, rất là đẹp, rất là tuyệt vời. LG V50 Thinh Quy, máy đẹp, Lenken Sabeen. Bên mình đang để cho các bạn giá đầu xuân 2.900.000. Đã tặng một ốp lưng, tặng một sạc và một kính cường lực các bạn nhé. Bảo hành 3 tháng lỗi 1 đổi 1. Tất cả máy của bên mình đều bảo hành 3 tháng lỗi 1 đổi 1 các bạn nhé. Các bạn mua máy thì cứ inbox hoặc là nhắn tin gọi điện vào cái số Zalo cũng như là hotline bên mình đang để ở trên màn hình của các bạn, 0934455203 các bạn nhé. Đó, tiếp theo là những chiếc máy của Samsung. Samsung thì hôm nay bên mình có một chiếc Samsung Note 20. Đấy, phiên bản Mỹ, ngoại hình của nó là hàng zin đẹp. Con này thì đẹp tầm cỡ khoảng đẹp, khá đẹp. Con này phải đẹp tầm khoảng 97-98%. Màn hình trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình. Đó, RAM là 8GB, bộ nhớ là 128GB, chip Snapdragon 865. Máy 2 SIM, 1 SIM vật lý, 1 eSIM các bạn nhé. Đó, bản Mỹ. Và cây máy này nó là màu nâu cà phê. Bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 5.200.000. Máy đầy đủ các tính năng nhé, đầy đủ các tính năng, không thừa không thiếu cái gì cả, kể cả bút chụp ảnh từ xa, điều khiển các thứ đầy đủ hết. 5.200.000 các bạn nhé. Hàng zin nguyên bản, cam kết zin nguyên bản luôn, áp suất vẫn còn luôn các bạn nhé. Tiếp đến nó là một chiếc Z Flip 3. Đây là một chiếc Z Flip 3, máy màu đen, phiên bản Việt Nam. Ngoại hình của nó đẹp, nó có 2 SIM, 1 SIM vật lý, 1 eSIM. RAM của nó là 8GB, bộ nhớ của nó là 256GB. Màn hình trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình. Đặc biệt là ở cái phần nếp gấp này, nó không bị gãy, không bị gập màn hình các bạn nhé. Nên các bạn yên tâm. Đấy, nó không bị lứt lẻ màn hình. Đó. Z Flip 3. Đấy, rất là thời trang các bạn nhé. Có cả màn hình bên ngoài này nữa, hiển thị thông số cũng như là nghe gọi luôn ở ngoài màn hình mà không cần phải mở ra. Đó. Cái này thì bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 5.400.000 các bạn nha. 5.400.000. Tiếp theo là một chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus phiên bản Mỹ, chạy chip Snapdragon. Máy ngoại hình màu đen, RAM của nó là 12, bộ nhớ của nó là 256GB. Máy hỗ trợ 1 SIM, bút biết sử dụng đầy đủ. Và bên mình đang để cho các bạn cái máy này với giá của nó là 5.800.000 các bạn nhé. 5.800.000. Đấy. Máy một SIM, màn hình trắng sáng, không ám ố, chỉ có lưng hơi xước nhẹ thôi, xước lông mèo do khách dùng ốp không chịu lau chùi. Đấy, nói chung là được cái nó zin từ A đến Z mà lại trắng sáng. Còn đây là một cây S22 Plus phiên bản Hàn, RAM 8, bộ nhớ 256GB. Ngoại hình của nó thì là hàng đẹp, Lenken Sabeen luôn.
hàng đẹp lung linh, zin nguyên bản, nguyên áp suất. Con này thì bị bầm màn này, đấy vết bầm các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn rõ không? Đấy, màu này nó không ảnh hưởng gì đến độ hiển thị của máy nhá. Đấy, kể cả các bạn có vào đọc báo hay là xem YouTube đây này nó cũng không ảnh hưởng gì luôn. Nó lại ở phần trên rất là khó nhìn. Đấy, và giá để cho các bạn trải nghiệm chỉ có 6.200.000 thôi. 6.200.000. Đó. Rất là rẻ. Còn các bạn thích thì các bạn về có thể là dùng một thời gian tầm 5 đến 6 năm thì các bạn thích thì các bạn thay màn, còn không thì cứ để lại thôi, bởi vì cái màn này bảo đảm các bạn không bao giờ bị loang nhé, không bao giờ bị loang. Đấy, và màn hình của dòng Plus thì nó cũng rất rẻ thôi. Màn hình của Plus thì đâu đó nó chỉ tầm hơn 2 triệu thôi. Nên các bạn thoải mái, không phải lăn tăn về màn nhé. Mà màn này thì bảo đảm luôn, nó không bị ảnh hưởng gì đến cảm ứng luôn. Đây các bạn nhìn này. Đấy, rất là mượt, rất là nhạy luôn nhé. Máy màu trắng, đầy đủ tính năng. Đấy, 6.200.000. S22 nhỏ, bản Hàn. Đấy, giá thì chỉ có là 7 triệu thôi các bạn. 7 triệu. S20 Ultra. À đâu, S21 Ultra phiên bản Hàn, 8 triệu 3. Ngoại hình của nó zin đẹp. Bộ nhớ của nó là 256GB. RAM 12. Đẹp 98-99%. Màn trắng sáng không ám ố, không lưu hình. Tặng các bạn sạc siêu nhanh nhá. Ôm lưng và dán màn hình bảo hành 3 tháng nữa 1-1. Đó. Con này thì siêu LED rồi, camera zoom 100x, pin thì pin 5000, quá khỏe. Đến đây là iPhone X. iPhone X thì bên mình còn một chiếc đáng để cho các bạn với giá là 4.300.000. Pin đã thay 100% rồi, 4.300.000 các bạn nhé. Đấy, ngoại hình máy thì đẹp, đẹp zin luôn. Đấy. Con này thì bên mình đang để cho các bạn với giá 4.300.000 thì ngoại hình của nó tầm khoảng 97-98%, ngoại hình nó chỉ có xước sát theo 5 tháng thôi. Đây là do dùng ốp nó xước thôi các bạn nhé. Đấy, nhưng mà nhìn màu trắng này thì rất là không nộ, không nộ một chút nào cả, rất đẹp. Đấy, đấy cũng màu trắng đây. Các bạn nhìn này, màu trắng này thì nó đẹp luôn, 11 Pro Max. Đấy, con này pin 86%, pin zin đi theo máy. Bộ nhớ 64GB, máy màu trắng. Và giá đang để cho các bạn là 8.700.000. 11 Pro Max, bản màu xanh, bản 2 SIM vật lý nhé. Đang là 9.200.000. 64GB, bản 2 SIM vật lý màu xanh đẹp, 99 rồi đến cận keng luôn. Nói chung 11 Pro Max toàn hàng chất thôi, toàn hàng đẹp, LED lung linh, pin cao. Pin cao, pin khỏe, báo cho bạn về các bạn chỉ việc lắp SIM vào dùng thôi. Reset thoải mái, báo quốc tế trọn đời cho bạn. Đấy. À, một chiếc iPhone 11 đỏ. Đấy, một chiếc iPhone 11 đỏ. Pin trên 80%, nói chung pin vẫn khỏe. Bộ nhớ là 64GB, đang chạy US 16.4.1. Đấy, màn trắng sáng không ám ố, không lưu hình. Ngoài con này thì đẹp tầm khoảng 97-98% các bạn nhé. Đấy, để cho các bạn giá là 5.800.000. Đấy, thanh lý các bạn cây này, duy nhất một cây đầy đủ các tính năng nhé, 5.800.000. iPhone 11. Một cây 12 Pro Max. Cây này bên mình thu lại được của khách. Đấy, thì con này ngoại hình của nó thì cũng có xước sát theo 5 tháng nhé. Xước sát theo 5 tháng này. Lưng của nó đẹp này. Đấy, mặt đẹp này. Con này nó có một cái lỗi thi thoảng mà nó bị xanh màn các bạn nhé. Cái lỗi này thì các bạn về ép cáp là được. Đấy, dòng 12 Pro Max này ép cáp được các bạn nhé. Nhưng mà bên mình thì lại không bán cái hàng sửa như thế, và có sao bên mình bảo bán như vậy luôn. Đấy, con này bộ nhớ là 128GB, bản là L trên A, chạy S 16.6.1. Thi thoảng mới bị thôi. Đây còn có khi test cả ngày không ra. Đấy, nhưng mà các bạn dùng một lúc thì nó bị. Và bị cái thì các bạn tắt màn này đi, sau đó các bạn bật lên thì lại dùng như bình thường. Đấy, để cho bạn nào cần máy giá rẻ. Đó. Bên mình bán cho các bạn con máy này với giá của nó là 9 triệu. Bán cho bạn giá 9 triệu, các bạn về ép cáp thì đâu đó tầm khoảng mấy trăm nghìn gì đấy, nó cũng tùy nơi. Đấy, mình cũng không chuyên hàng sửa nên mình cũng không nằm rõ giá lắm. Đấy. Còn màn bọn này thì chắc chắn là rẻ rồi. Màn của 12 Pro Max thì các bạn thay đâu đó tầm loanh quanh 3 triệu thôi.
Đó, nhưng mà màn này thì chắc chắn là không phải thay, nó vẫn là màn zin, zin nguyên bản, chưa có sửa chữa gì cả các bạn nhé. Zin là zin chuẩn nhá, không có sửa chữa gì nhá. Đấy. Mình cũng đã mở ra kiểm tra rồi nên các bạn yên tâm. Con này pin của nó đây, để mình xem pin nhá. Pin 81% này, pin của dòng 12 Pro Max siêu trâu luôn. Trên 70% thì không phải thay nhá. Đấy, đầy đủ tính năng bản Mỹ. 9 triệu. Đầy đủ tính năng, còn cả phây luôn nhá, không phải là mất phây đâu. Đấy. Đây, một cây máy đẹp, không lỗi lầm gì. Thì giá của nó là 12 triệu 200. Đấy, chênh nhau hẳn 3 triệu 2. Mà màn con kia nó chỉ bị thi thoảng nó bị thôi, chứ không phải là lúc nào nó cũng bị các bạn nhá. Đấy. 12 Pro Max. Pin khỏe, máy đẹp 99%. Đấy, giá chỉ có 12 triệu 300. Siêu rẻ. Có tiếp đến những chiếc máy tầm khoảng loanh quanh hơn 1 triệu. Đấy, hơn 1 triệu thì có, vẫn đây là những chiếc máy mà máy bây giờ phải gọi là máy quốc dân luôn. Đấy, Vsmart Joy 3. Pin 5000, bộ nhớ của nó là 32GB RAM 3. Đấy. RAM 3 bộ nhớ 32, hàng đẹp nên keng xà beng. Giá lại rẻ, lại có hai SIM vật lý, pin 5000 nữa. Giá có 950.000 thôi mà 950.000 lại còn được bao ship nữa các bạn nhá. Đấy, các bạn thấy quá rẻ, đây là cơ hội để cho các bạn mua những chiếc máy mà có thể thuận tiện cho công việc của các bạn, cũng như là để cho các bạn dùng làm máy phụ nhá. Vsmart Joy 3 950.000, màn to, máy pin khỏe. Hoặc Vsmart Star 5, bên mình còn một chiếc duy nhất máy màu xám. Đấy. Máy màu xám đẹp len ken xà beng. Đấy, cũng đã đang dán màn hình nhá. Bọc da đẹp như mới luôn. Giá 1 triệu 2 cũng pin 5.000 luôn. Ngoại hình thì đẹp hơn con Vsmart Joy 3, nó chênh nhau chỉ có 250 thôi. Đấy, các bạn cũng có thể cân nhắc, vẫn là bản 2 SIM hàng chính hãng đẹp len ken xà beng. Và một chiếc nữa thì đây là Redmi 12 Pro, cũng là hàng chính hãng. Đấy, máy mới chưa sử dụng. Máy mới chưa sử dụng nhá. Mua ở trong hàng trong thế giới di động luôn. Đấy. Còn bảo hành đến ngày 20 tháng 7 năm 2025. Bên mình bán các bạn giá chỉ có 5 triệu rưỡi thôi. Đầy đủ nhá, cả ốp cả sáng, ủi sạc 67W này các bạn này. Đấy. Xong là cả dây, nói chung là đầy đủ. Zin nguyên 100% luôn. Bên trong vẫn còn sách hướng dẫn cũng như là que chọc SIM luôn. Không khác gì máy mới mà các bạn mua rẻ hơn được đến gần 2 triệu luôn các bạn nhá. Bên mình đang để cho bạn giá chỉ có 5 triệu rưỡi thôi. 5 triệu rưỡi thôi. Đấy, full hộp luôn. Đấy, hộp còn mới luôn các bạn này. Hộp mới luôn này. Mà bảo hành 18 tháng. Còn bảo hành 18 tháng thì các bạn yên tâm rồi, không phải suy nghĩ. Đấy, hay là đây là cặp S20 Plus. Đấy, hàng A luôn. Hàng này thì đẹp lét luôn, bảo đảm 100% các bạn cầm vào là ưng luôn. Đây là bản Nhật, một SIM, chạy chip Snapdragon 865. Đấy. Áp suất căng đét luôn. S20 Plus. RAM 12, bộ nhớ 128GB. Đó, giá chỉ có 4 triệu 800 nghìn. Cũng S20 Plus, màu đen, bản Mỹ, 2 SIM. Đấy, cũng đẹp, nét. Và giá bên mình đang để đồng giá là 4 triệu 800 nghìn các bạn nhé. Đó. Đó là những chiếc máy mà bên mình muốn review đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.